Đây là một chủ đề mà mình đã rất muốn làm từ lâu lắm luôn rồi. Nhưng cuối cùng thì mình cũng đã gom được những cái mùi hương mà mình tự tin nhất và những mùi hương mà mình thấy the best dùng cho những bạn nam đi làm trong môi trường công sở hay là những môi trường mà yêu cầu cái phong cách khá là nghiêm túc, chững chạc và kiểu như không hề gây khó chịu mũi cho người đối diện. Thì những mùi hương này thì đương nhiên là sẽ không có nhiều gia vị quá, là sẽ không có kiểu animalic hay là kiểu như là nồng đậm quá, và đảm bảo là những mùi hương này thì sẽ tạo được cái thiện cảm tốt, là đủ lịch sự và đủ chín chắn để mà bạn có thể tự tin tỏa sáng ha. Và bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu luôn thôi. Mùi hương đầu tiên mình muốn giới thiệu là At The Bubbles của Maison Margiela. Mình thấy ở Việt Nam em này rất bị underrated, kiểu như là không có được đánh giá cao á, và nhiều người chê lắm. Nhưng cá nhân mình lại thấy cái mùi này nó khá là hay và nó đủ đặc biệt để mà bạn không muốn bị đụng hàng khi mà dùng cho văn phòng, dùng cho công sở. Thì khi vừa xịt lên á thì cái em này có hơi cay nhẹ từ mùi tiêu và mùi lá quế basil, nhưng tầm 2 phút sau á thì nó chuyển dần thành mùi hoa oải hương và xạ hương trắng. Nên cái tông này á, thì nó sẽ rất là soapy nè, nó sạch sẽ. Và khi xịt tới giống như là bạn mới vừa bước ra khỏi phòng tắm vậy đó. Theo mình thấy đây là một mùi hương mà rất thanh mát, rất là dễ chịu luôn. Nhưng mà nó hơi hướng lạ một chút. Mặc dù có cái tông hoa chủ đạo nhưng mà lại là hoa oải hương nha, nên nó cũng rất là nam tính. Và điểm xuyết thêm cái nốt da thuột thì em này nó tạo nên được cái không gian giống như là bạn ngồi lên một cái ghế leather, cái ghế da vậy đó. Nên nếu bạn nam nào yêu thích cái tông mà kiểu soapy nè, sạch sẽ nè và hơi hướng xà phòng và có điểm xuyết nhẹ của mùi xanh cây của lá quế á, thì mình thấy đây là một lựa chọn không tồi nha. Và trên da mình thì em này lưu hương tầm 6 đến 7 tiếng và tỏa nhẹ nhàng như một cánh tay. Thực sự thì năm mùi hương trong cái list này thì đều tỏa hương rất là dễ chịu, nhẹ nhàng và không hề gây khó chịu mũi cho người đối diện đâu, nên bạn yên tâm. Tiếp theo là Prada Loan. Mình nghĩ là sẽ có vài bạn nói là 2021 rồi, recommend những cái mùi nào đó khác biệt. Nhưng mà đối với mình á, thì đây vẫn là một trong những lựa chọn the best và không thể thiếu dùng cho những bạn làm trong văn phòng, công sở hay là những môi trường yêu cầu cái phong cách mà nghiêm túc, đỉnh đẹp, chín chắn và hơi hướng sạch sẽ. Bởi vì đây là một trong những mùi hương mình thấy sạch nhất mà mình từng ngửi qua trong nước hoa luôn. Mùi hương này thì theo mình thấy cũng khá là đơn giản để mà miêu tả, nhưng mà bạn phải thật sự biết cái mùi hoa diên vĩ nó như thế nào thì bạn mới mường tượng được. Bởi vì trong em này á, tông chủ đạo của nó là hoa diên vĩ và có thêm cái nốt hoa tím nữa. Nó tạo nên cho nước hoa cái độ phấn là powdery nhất định. Cái mùi phấn này á, nó không phải là đi theo cái kiểu mà nữ tính như là phấn trong mỹ phẩm, phấn trong nước hoa nữ đâu, mà nó theo cái kiểu mà soapy scent, cái kiểu mà phấn của những cái mùi xà phòng mà cao cấp á. Cũng giống như At The Barbers thì cái chai này nó cũng có cái tông chủ đạo là soapy scent, và nhờ cái nốt tiêu là mùi gỗ và mùi hoắc hương nên em này nó vẫn có cái nét nam tính riêng và mấy bạn nam có thể hoàn toàn tự tin mà dùng em ý. Nhưng cá nhân á, mình vẫn thấy em này khá là unisex, kiểu như mình rất là thích dùng cái mùi hương này luôn. Mình thích dùng cái chai Prada Loan này hơn cái chai Prada Milano của nữ luôn. Mình thấy cái mùi hương này là the best dùng cho văn phòng. Thực sự mấy bạn nữ mà cá tính một chút và hơi hướng tomboy thì vẫn có thể check qua em này. Trên da của mình thì em này lưu cũng khá là tốt, tầm 6 tiếng, và bạn có thể xịt tầm 5 xịt là ổn ha. Đây sẽ là mùi hương mình highly recommend cho những anh chàng nào mà yêu thích cái phong cách mà sạch sẽ, là soapy và hơi hướng lãng mạn và biết chải chuốt á, và kiểu hơi hướng công tử bột một chút. Và trong chủ đề này á thì sẽ có hai chai nước hoa niche, và chai đầu tiên mình muốn nhắc đến á, là Vodka on the Rocks của nhà By Kilian. Có thể nói đây là một trong những chai mà underrated của nhà này và mọi người kiểu như chê nó dữ lắm, bởi vì nó làm cho mọi người nhớ đến chai Abercrombie & Fitch Fierce. Nhưng sau khi so sánh side by side
gần nhau á thì mình thấy nó cũng khác nhau rất là nhiều. Nó chỉ làm cho mọi người nhớ tới thôi chứ nó không có giống đâu nha. Và đương nhiên là mùi hương này nó chỉnh chu, nó well blended và nó ngon hơn Fish Fizz rất là nhiều. Nghe cái tên Vodka on the Rocks á, người ta tưởng đây là mùi hương mà kiểu giống như là đi quẩy, là dùng để mà đi tiệc nhiều hơn là đi làm. Nhưng mùi hương này nó không hề bu gì như mọi người lầm tưởng đâu nha. Mà khi xịt lên á, cái mùi Vodka này á, nó vẫn có cái độ dry, cái độ mà the nhẹ của vodka, nhưng mà nó đã bị lược đi cái mùi boozy, cái mùi alcohol, cái mùi rượu á, mà nó giống như là cái mùi vodka, rượu vodka mà được pha loãng với vodka and tonic á, một cái loại mà thức uống vodka and tonic, chứ không phải là straight up là vodka on the rocks, là kiểu như vodka với đá đâu. Cái mùi hương này nó có cái độ dry, cái độ đắng, cái độ cay nhẹ, chứ nó không có bu gì đâu nha, nên mấy bạn yên tâm có thể dùng cho văn phòng. Khi xịt lên á, mình thấy cái độ mà ăn tiền của chai này á, nó không phải the mát từ cam chanh như rất nhiều chai nước hoa trên thị trường, mà nó cay từ cái nốt bạch đậu khấu và mùi ngò. Nó cay, nó mát và nó xanh. Nó cay, nó mát và nó cho bạn cái cảm giác khá là xanh, cảm giác rất là refreshing, rất là nhiều năng lượng mỗi khi mà ngửi. Cái điểm hay của chai này á, là nhờ có thêm cái nốt rhubarb, cái cây đại hoàng á, nên nó tạo nên cái độ xanh nè, juicy nè, hơi đăng đắng nhẹ nữa. Nói chung đây là cái mùi hương mà mình thấy nó rất là ngon luôn. Nó rất là nịnh mũi và nó rất là mát và rất là dễ chịu. Ngoài văn phòng thì bạn có thể dùng bất kỳ dịp gì vào những ngày hè nắng nóng luôn. Phải nói ngửi rất là thư giãn, rất là dễ chịu. Có thể đó là lý do vì sao mà họ chê là nước hoa niche thì nên có cái cá tính riêng biệt, chứ không phải là đụng hàng hay là kiểu như nó nịnh mũi quá. Nhưng mình vẫn thấy cái chai này nó rất là hay, nó rất là đặc biệt. Và nếu mình có điều kiện thì trong tương lai mình nhất định là sẽ sắm ngay full size cái chai này để mà dùng đi làm, hoặc là dùng bất kỳ dịp gì khi mà mình cảm thấy tụt mood hay là cảm thấy nóng khó chịu trong người, thì dùng cái chai này để mà giải tỏa tâm trạng cực kỳ tốt luôn. Và nhờ kết hợp thêm cái nốt undertone, nó tạo nên cái độ sạch sẽ, cái độ chỉnh chu và cái độ kiểu như nghiêm túc hơn một chút cho em này. Cá nhân thì mình sẽ recommend mùi hương này cho những anh chàng mà kiểu là boss, là kiểu CEO type một chút. Tại vì thứ nhất là cái giá thành của em này nó cũng hơi cao, và thứ hai cái mùi hương này nó rất là sang, nó sang xịn mịn lắm. Nhiều người họ chê cái độ lưu hương, nhưng khi xịt trên da mình á thì nó lại lưu khá là tốt, từ 7 đến 8 tiếng lận, và mình lúc nào cũng ngửi thấy á, chứ không phải là thoang thoảng lúc thoát ẩn thoát hiện đâu, mà đây là mùi hương khá là dày và đậm. Nên nếu mà bạn phân vân là có nên thử qua Kilian Vodka on the Rocks không, thì theo khẩu vị và cái quan điểm của mình thì đây là mùi hương mà mình highly recommend luôn nha. Có thể nói đây là chai nước hoa mình thích ở vị trí thứ hai của nhà Kilian sau chai Black Phantom. Chai nước hoa niche thứ hai trong chủ đề này của nhà Creed Silver Mountain Water. Mình cứ ém cái chai này mãi, không recommend nó trong nước hoa mùa hè hay review nó, bởi vì đây là mùi hương của nhà Creed mà mình thấy thích hợp nhất để mà dùng cho văn phòng luôn. Đây là chai nước hoa unisex nha, nam hay nữ đều có thể dùng được. Có thể nói Creed là thương hiệu nước hoa niche mà dễ tiếp cận khi mà bạn từ designer lên niche nha. Và những mùi hương của nhà Creed á, thì nó có cái âm hưởng rất là thanh lịch, là nhẹ nhàng và rất là sang trọng. Silver Mountain Water là chai nước hoa mình ngửi thấy sang trọng nhất của nhà Creed luôn. Đây là chai nước hoa thứ hai mình thích sau chai Creed Aventus for Her. Khi vừa xịt lên á, thì bạn dễ dàng ngửi thấy cái mùi cam chanh. Nó rất là thanh mát và dễ chịu, nhưng nó rất là đặc biệt luôn. Nó không hề bị nhầm lẫn hay là làm cho bạn liên tưởng tới những cái mùi hương cam chanh ở trên thị trường. Nhờ kết hợp với mùi tinh dầu lá cam, càng làm tăng lên cái độ mà sảng khoái, thanh mát, dễ chịu hơn trong em này. Kế tiếp là có mùi quả lý chua đen á, tạo nên cái độ mà chua chua, ngọt ngọt và cái kiểu mà fruity hơn trong em này. Tầm 10 phút sau á, thì cái em này có cái tông chủ đạo là mùi trà nữa cơ, mùi trà xanh. Trời ơi, nó càng làm tăng thêm cái độ thanh mát, cái độ refreshing, cái độ mà kiểu như mùi hương mà thay đổi tâm trạng, là giải tỏa cảm xúc cực kỳ tốt luôn. Mỗi lần mà buồn chán hay là tụt mút á, trời ơi, dùng em này một cái là kiểu tỉnh ngủ, cảm thấy yêu đời.
ngay liền, ngay và lập tức theo mình được biết, mình nghe đồn á chứ mình cũng không có tìm hiểu rõ lắm, là những cái nguyên liệu nước hoa của nhà Chris là đến từ tự nhiên, từ những trang trại, từ những nguyên liệu mà họ tự sản xuất, nên mùi hương của họ là nó rất là tự nhiên, nó rất là thật và kiểu như nó well planted. Thì đó cũng là một trong những cái điểm mạnh và cũng là điểm yếu của nhà này, bởi vì thời tiết là thổ nhưỡng là thay đổi theo từng năm, nên á, những cái nguyên liệu này á, nó không phải lúc nào nó cũng có chung một mùi hương đâu nha, và tùy theo cái nguyên liệu nên từng năm á, mùi hương nó cũng có khác biệt đi ít nhiều. Nếu mà bạn nhạy cảm như mình á, là bạn sẽ dễ dàng nhận thấy luôn. Nhưng mình tin đây là một trong những mùi hương mà hay nhất mà bạn nên thử qua của nhà Chris, và đặc biệt dùng cho văn phòng. Mình đã rất là cân nhắc đắn đo để mà đặt em này ở vị trí đầu tiên, bởi vì á, là trong ba chai nè, Volcano Rocks nè, Chris Silver Mountain Water hay là Terre d'Hermes, thì thật sự mình không biết lựa chọn cái chai nào mới là cái chai the best trong lòng mình. Nhưng so về cái độ lưu hương nè, cái giá thành và cái độ đặc biệt unique á, thì cái em Terre d'Hermes đó, nó vẫn chiếm ở vị trí cao nhất, bởi vì cái giá thành không quá mắc và nó vẫn đáp ứng được cái tiêu chí là lưu hương tốt và có cái độ mà đặc biệt và ít bị đụng hàng ở trên thị trường. Mình đã review khá chi tiết em này rồi nhưng mà đã rất lâu rồi nên mình sẽ nhắc lại mấy một lần nữa. Và trên tay mình cầm là phiên bản Prefer, bởi vì mình thấy đây là mùi hương mà nó dễ chịu nhất và kiểu như nó tròn và đậm vị vetiver nhất. Mùi cỏ hương bài mình thấy là một trong những cái mùi gỗ mà nhiều người sợ nhất. Nhưng cỏ hương bài á, nó vẫn có nhiều cái sắc thái khác nhau nha, chứ không phải lúc nào nó cũng tối, ẩm, đậm hay là dày hay là khô ngái hay là cay đâu. Mà mùi vetiver trong Terre d'Hermes là cái mùi cỏ hương bài rất là sạch, rất là thanh và rất là mát luôn. Nhờ kết hợp thêm cái mùi cam, quýt và bưởi á, thì em này nó rất là dễ chịu, nó rất là thư giãn. Khác với những chai mình đã recommend phía trên á, thì chai này mình nghĩ á, cần có nhiều thời gian để mà tiếp xúc, để mà hiểu, để mà có thể yêu được. Ngay cả bản thân mình khi vừa mới ngửi mùi này cũng cảm thấy dội. Mỗi lần mà ông anh mình mới vừa xịt chai này, mình kiểu mình ớn tới ốc luôn á, nhưng mà kiểu một khoảng thời gian sau trời mình bị nghiện. Và điểm đặc biệt của em này nữa là nhờ cái nốt Aesui Super nên nó tỏa khá là rộng, không phải là lúc nào nó cũng dày đậm đâu mà nó tỏa khá là rộng. Đây là mùi hương mình thấy rất là sang trọng, chỉnh chu, nghiêm túc và cũng khá là đặc biệt, nên mình highly recommend cho những bạn nam muốn tìm một cái phong cách đặc biệt một chút. Ok, vậy là mình đã review xong những chai mà mình thấy thích hợp nhất dành cho những bạn nam dùng trong môi trường công sở, môi trường văn phòng rồi. Ngoài những chai này thì mình cũng muốn đề cập đến là chai Elysium Pour Homme Cologne hay là chai Zion mà mình đã review qua rồi. Nhưng nếu mà nhắc đi nhắc lại nữa và lần sau thì mình lại review để mà so sánh em ấy nữa thì đâm ra nó lặp lại nhiều quá, nên mình chỉ muốn đề cập thoáng qua về hai chai đó thôi. Còn nếu mà bạn có những cái lựa chọn khác, những cái gợi ý khác mà muốn recommend chia sẻ với mình á, thì hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại cả nhà chủ đề lần sau.